Kính thưa quý vị, tàn phá rừng, lấy quả ơi, tính từ Quảng Nam. Hạn hán, nghèo đói, dân vào các khu rừng ở Quảng Nam, Quảng Ngãi chặt đốn cây ơi lấy quả để bán, rừng bị tàn phá không thương tiếc. Từ khoảng 2 tháng nay, hàng ngàn người dân ở các huyện khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam như Nam Sơn, Phước Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My đổ vào rừng hái hạt ơi về bán. Tương tự như vậy, tại khu vực miền núi tỉnh Quảng Ngãi, nhất là ở hai huyện Sơn Hà và Sơn Tây, hàng đoàn người dân địa phương mang cưa, mang túi xách kéo nhau đi kiếm trái ơi. Theo một bản tin trên tờ Người Lao Động hôm Chủ nhật ngày 22 tháng 6, hàng trăm xe máy nối đuôi nhau chạy về khu vực thủy điện sông Tranh 2, rồi tỏa đi khắp các hướng. Mỗi xe có 2 người, ngoài ba lô đựng thức ăn, họ còn mang theo bao tải, rửa, cưa nhỏ. Tờ Người Lao Động kể lại, theo những người đi hái hạt ươi, những ngày trước họ đã lùng sục quanh các khu rừng xã Trà Giác, thượng nguồn thủy điện sông Tranh 2. Tuy nhiên, do số người khai thác quá nhiều, cây ươi ở khu vực này đã bị chặt phá hết. Vì vậy, họ phải xuống lòng hồ thủy điện sông Tranh 2, thuê người chở đi 3 cây số vào rừng ở các xã Trà Bui, Trà Đốc mới còn hạt ươi khai thác. Nguồn tin thuật lời của những người đi hái quả ươi cho biết, cách đây khoảng nửa tháng, hạt ươi bắt đầu chín bối và có giá rất cao. Mỗi ký hạt ươi bay chín trên cây rơi xuống đất, giá khoảng 550.000 đồng, ươi xanh 40.000 đồng đến 50.000 đồng. Hiện nay, mỗi ký hạt ươi bay dao động từ 140 cho đến 160.000 đồng. Ươi khô khoảng 80.000 đồng, còn ươi xanh chỉ khoảng từ 20 cho đến 30.000 đồng. Mỗi cây ươi có thể thu được vài ký đến vài chục ký hạt. Cơ quan kiểm lâm huyện Bắc Trà My kêu rằng số người đi hái quả ươi quá đông, trong khi lực lượng kiểm lâm quá mỏng nên gần như bất lực. Cây ươi là loại cây cao, người ta không thể leo lên hái quả nên đã dùng cưa máy, cưa tay, cưa cho cây đổ xuống để lấy quả. Vì vậy, loại cây này đang đối diện với sự tàn sát không thương tiếc. Cây ươi là loài cây bản địa, mọc nhanh, cây gỗ lớn. Nó cao từ 20m cho đến 35m, đường kính từ 50cm cho đến 100cm, thân thẳng, vỏ nhiều sơ sợi, phân bố trong rừng tự nhiên ở một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam phần. Hạt ươi vị ngọt, có tác dụng thanh nhiệt, lợi cổ họng, giải độc. Nhân chứa chất béo ăn được, vỏ hạt nhiều chất nhầy, làm đồ uống giải khát. Một số không nhỏ quả ươi đã được bán cho thương lái để bán sang Trung Quốc.